Okay. Xin chào anh em, và ngay sau đây thì Thuận sẽ chia sẻ hai cái cách đọc. Là cái cách đọc thứ nhất sẽ là cái cách đọc bình thường, gọi là cách đọc rùa bò. Ok, và thời gian là 2 phút, và đây là cái bài mà Thuận sẽ định đọc. Cách làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Đây là một cái trang, gọi là trang Facebook mà Thuận vừa mới tìm được để theo dõi. Cho nên Thuận sẽ bắt đầu đọc cái này. Ok, bắt đầu nào. Ok, như vậy vậy Thuận đã đọc tới đây. Những cái highlight này là Thuận sẽ đọc, đã đọc được về từ đếm số dòng. Ok, những cái dòng nhỏ ít thế này thì có thể là ghép vào những cái này, ghép cái này, cái này, cái này, cái này ghép vào với nhau. Rồi, ba cái này tính là dòng rưỡi. Ok. Thứ nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, 3. Ok, gọi là 44 dòng đi. Rồi, và sau đây là sẽ nhập cái công thức vào này. Cách đọc thông thường như vậy, Thuận đọc được 44 dòng trên cho 2 phút. Như vậy, trung bình 1 phút, Thuận sẽ đọc được là 22 dòng. Và bây giờ Thuận sẽ đếm tổng số từ của 3 dòng bất kỳ. Giả sử như đây chẳng hạn, 3 dòng này thì đếm lại xem nào. Là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Như vậy là số từ của 3 dòng là 49. Khi nhập ở đây, 3 dòng 49 như vậy thì số thứ bình quân của một dòng sẽ bằng là 49 chia 3 thì nó bằng khoảng tầm 16. Và như vậy là tốc độ đọc hiện tại của Thuận, thì tốc độ đọc hiện tại thì chính bằng là cái tổng số dòng đọc trên 1 phút nhân với cả số từ bình quân trên một dòng. Đó. Đây. Thì nó sẽ ra tốc độ đọc hiện tại là 359 từ trên phút. Cũng tương đối là nhanh.
tại vì cái tốc độ bình thường khoảng tầm 200 đến 250, đây là Thuận được khoảng 360, thì như vậy là nói chung là tương đối nhanh rồi. Bây giờ thử áp dụng cái phương pháp nhất dương chỉ xem là cái tốc độ được cải thiện hay là không nhé. Và đây sẽ tìm một cái bài khác. Ok, bài này đi. Học cách kết thúc những việc bạn đã bắt đầu. Timer rồi. Timer. Reset 2, ok. Rồi. Và dùng nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ đây có thể là mình sẽ dùng cái con chuột đi. Con chuột để thay nhất dương chỉ. Ok. Ok, cái bài này ngắn quá, đọc 1 phút đã hết rồi. Ok, như vậy thử xem nào, thử đoán, chúng ta sẽ đếm lại xem nào. Và đây sẽ là tổng số dòng nào. Cái này coi như là 1 đi này, 1, 2, 3, này. 4, 5, cái này nửa dòng, 5 rưỡi này, 6 rưỡi, 7 rưỡi, cái này chúng ta 8 rưỡi, 9 này. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 dòng, 15 dòng rưỡi trong vòng 1 phút. Như vậy là đây sẽ là 15.5 nhân 2. Đây sẽ để ra được 1 dòng trên 1 phút. Bây giờ sẽ tổng số tư trên 1 dòng. Tổng số tư của 3 dòng. Từ đây là 3 dòng chẳng hạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 và 88. Như vậy là vào 88 từ trên cho 3 dòng. Như vậy bình quân đọc được là 29 từ trên 1 dòng. Và suy yếu tốc độ là 455 từ. Như vậy rõ ràng là cái tốc độ đọc được cải thiện một cách rất là rõ ràng, từ 359 tới 455 từ, vậy chênh nhau gần 100 từ trên một dòng. Đó, như vậy là sơ qua đã thấy là cái phương pháp nhất dương chỉ là rất là hiệu quả. Nó nâng được cái tốc độ từ một cái con số 359 lên thành 455 từ. Yeah. Ok, tin tưởng là nếu anh em mà áp dụng cái phương pháp này thường xuyên thì sẽ tăng được cái tốc độ đọc của mình rất rất là nhiều. Yeah. Anh em hãy cùng áp dụng nha.